Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Thì hôm nay giúp em có vệ sinh được ít máy, nên là em sẽ quay video cho anh em tham khảo nhé. Anh em muốn đặt hàng thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0866 700 856, hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Thì những con máy này thì em đã tra dầu rồi nhé. Tra dầu hoạt động ngon lành rồi nhé. Anh em về chỉ việc xài thôi, không phải tra dầu gì nữa đâu. Đấy. Thì em sẽ vô chi tiết từng cây cho anh, từng con cho anh em xem nhé. Con này là con đầu tiên nhé. Con này là con Daiwa GS600RD. Con này xài 3 bạc đạn nhé. Con này là đuôi chuột. Đấy. Cốt này cốt trợ lực nhé. Cực kỳ bự luôn. Tình trạng còn mới nhé. Con này thì size tương đương khoảng 1.000 của Shimano nhé. Thông số cước của nó đâu nhỉ? Đây. Cước 1.5 vô được 130 m này, cước số 2 vô được 100 m, cước số 3 vô được 65 m nhé. Đấy, còn lăn nó còn rất là đẹp nhé. Con này được sản xuất tại Japan nhé. Hoạt động thì trơn tru êm mượt nhé. Đấy. Em này chai dầu mỡ hết rồi. Lẩy nhé. Thì con này 400 ngàn nhé. Em sale còn 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 380 nhé. Size 1.000 cốt trợ lực nhé. Mã này là mã số 1 nhé, 380 ngàn. Con này mã số 1, 380. Rồi, tiếp tới con mã số 2 nhé. Con này là con Ryan X nhé. Con này thì là Ryan gì này, Ryan 1500 nhé. Thì Daiwa 1500 thì size tương đương với khoảng 2000 của Shimano nhé. Cối này là cối cối kim loại, tay quay kim loại nhé, tay quay nhôm á. Côn số này anh em dòng anh em chỉnh dòng cá rất dễ. Con lăn mạ vàng rất là đẹp, lẩy lẩy còn rất là ok nhá. Đó, hoạt động thì mượt mà này. Con này 300 ngàn nhé, tài 2000. Đấy, có chảy đây, chảy đít này. Con này em sale cho anh em còn 280 nhé. Tay quay kim loại, nồi kim loại, size 2000. Mã này mã số 2 nhé, 280. Im ru. Rồi, mã số 3 một con Real X size, con này đời mới nhé. Con này là nó ghi là 1500C, nhưng mà size thực của nó tầm khoảng 2500 nhé. Size thực của nó tầm 2500. Cái cối này là cối nông nhé. Cái này thì anh em lùa ba cháy luôn rồi.
này đầy hoa. Cước số 2 vô 100 m, cước số 1.5 vô được 130 m nhé. Con này to tầm khoảng 2.000, 2.500 của Shimano á. Đài hoa này của Thái Lan xuất Nhật nhé. Ngoại hình còn rất là đẹp, chảy đầy miếng này. Đấy, hoạt động thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ mượt nhé, dòng ABS đời mới nhé. Quá rồi. Con này là mã số 3 nhé. Mã số 3 là 500.000. Mã số 3 500 nhé. Rồi, tiếp tới mã số 4. Mã số 4 là một con Daiwa Ryan Z. Con này thì có sức dăm nhé. 1.500 LB, cối kim loại, tay quay kim loại nhé, côn số, vật cước còn ok. Con này sản xuất tại Thái Lan nhé. Đấy. Size của nó tầm 2.000 nhé. Số 2 vô 100 m, số 3 vô 65 m, tầm 2.000 nhé. Đấy. Con này 260.000 nhé. Mã số 4. 260. Rồi, tới con mã số 5. Con này là con Otera XT 1000. Tay quay đôi nhé. Otera XT 1000, tem lụa của Japan. Đấy. Trời, nó quay như trong chóng. Cực kỳ là êm mượt nhé. Khóa ABS. Đấy. Anh em lùa thì bãi cháy. Đấy. Nó có xước nhá. Đấy. Rồi, con Utera này giá cũng là 500.000. Quá bèo. Hoạt động thì khỏi phải bàn nhé. Mã số 5. Mã số 5 500 nhé. Tay quay đôi. Rồi, tiếp tới mã số 6. Mã số 6 là con Holiday Spin 3.000. Có xước răm hay xước xác, tay quay kim loại, thân carbon Shimano Japan. Đó. Lưỡi gà mất rồi nhé. Hoạt động cũng trơn tru nhé. Gạt cước ok. Rồi, con này 250.000. Mã này là mã số 6 nhé, 250.000.
Rồi, tiếp tới mã số 7, con này còn rất là mới nhé. Đấy, Avio 2000 của Shimano nhé. Con này sản xuất tại Malaysia. Đấy, còn mới tinh, cước này, da dây này. Đấy. Cực kỳ là êm mượt nhé. Đấy. Ngược. Gạt cước này. Shimano. Con này 2000 nhé. Giá là 200 280 nhé. Mã số 7 nhé. Mã số 7 280.000 nhé. Rồi. Tới con mã số 8. Mã số 8 này là một con của Rayan S 2500T. 2500 nó size tầm 3000 của Shimano nhé. Côn số này. Đấy, gạt cước này. Cước ra dây này, còn rất ok nhé. Con này của Japan nhé. Con này nó cắt mất mủm ở bên này nó còn rất là ít nhé. Đấy. Đấy, cắt mất tí đây này. Em không biết là nó cắt hay là nó gãy. Chắc là nó cắt nó vừa cho mấy cây bát ngắn. Đấy. Tay quay kim loại nhé. Đây hoa. Hoạt động còn rất là ok. Đó. Hai chiều. Tay thì đổi tất cả những con này là đổi trái phải đổi được hết nhé. Đấy. Đấy. Con này thì chắc là nó bị cắt mủm đây thì không không mủm về thì ăn thua gì đâu. Vẫn gắn máy bình thường nhé. Để em lấy cái bát máy nào em gắn vào xem. Cái này nè. Đấy. Rất là êm mượt nhé. Đấy. Hoặc là lấy cái bát máy này. Em gắn nhiều bát máy cho anh em xem. Vẫn gắn bình thường nhé. Đấy. Con này size tầm 3000 của Shimano nhé. Đây qua 2500. Con này có giá là 250.000 nhé. Mã số 8. Mã số 8 nhé, 250. Rồi, tiếp tới con mã số 9. Con của Navi T Shimano 3000. Đấy. Con này Shimano 4 mặt đạn này, có sức sát. Của Malai xuất Nhật. Con này dòng đời cao nhé. Navi XT. Khóa ABS nhé. Cực kỳ là mượt. Này anh em đánh lăng xê được. Đấy, đánh cước này còn xài được nha, em thấy còn mới lắm. Cước này đánh lăng xê, sông hồ. Rồi. Con này là mã số 9 nhé. Giá là 500.000.
số 9500. Rồi, tiếp tới mã số 10. Con Anot. Đấy. Con này 1000 nhá, cũng là đời cao của Shimano. Con này lua. Cối kim loại, tay cây kim loại nhé. Có xước răm, xước xác. Đó. Máy thì êm mượt nhé. Khỏi phải bàn. Đó. Gạt cước này. Dây ra cước này. Đấy, con này là cối cối nông á. Con này size 1000 nhá, Shimano. Con này 400, em sale còn 380 nhé. Dòng đời cao, Shimano. Lua thì êm lắm. Cái này là êm mượt luôn nhé, khóa ABS. Mã này là mã số 10 nhé, 380.000. Rồi, mã số 11. Con này là một con Daiwa ST600. Con này còn mới nhé, Thái Lan xuất Nhật. Đấy. Cước ra dây còn sáng. Hoạt động ok nhé. Đổi trái phải được hai chiều nhé. Đấy. Mã số 11 này là 250.000 nhé. Rồi, tiếp tới là mã số 12. Mã số 12 này là con Daiwa Long Cát 850 ST DR ST nhé. ST 850 DR Daiwa của Japan nhé. Thì con này nó cắt mất cái mủm này. Thấy không? Anh em thấy không? Nó mủm mà như này, cắt mất như này này, cái mủm nhỏ thôi. Chưa tới 1 sen đâu. Radio 5.2.1. Con này là cốt chịu lực nhé, cốt chả bá lửa. Hoạt động êm mượt nhé. Trái, trái phải đổi được hết nhé. Hai chiều. Đó. Đấy, con ra dây còn sáng đẹp nhé. Cốt trợ lực nhé. Con này thì size nó tầm khoảng 4-5 ngàn đấy. Đuôi chuột. Kiếm cái thông số cước coi. Đây. Cước số 6 120m. Nếu mà so thông số cước á, thì nó bằng size 6000. 6000 cũng thông số cước của Shimano là 6 vô 120m đấy. Thì con này nó tầm khoảng 4.500-5.000 nhé. 4.500-5.000. Đây ngoài Japan nhé. Cốt trợ lực. Anh em đánh sông, đánh hồ, đánh biển ok. Đấy. Máy em trai dầu mỡ hết rồi anh em, về việc xài thôi.
carbon hết nhé, tay quay kim loại. Đấy, con này là mã 12 nhé, mã 12 này 400.000 nhé. Mã 12 400. Rồi, tới con mã 13 nhé. Mã 13 này là giá là 350.000. Con của thằng Daiwa Carbon Spin SG8 800RD. Con này đuôi chuột nhé, tình trạng khá là mới. Đấy, cước ra dây bằng sứ nhé. Hoạt động êm mượt nhé. Rồi, con này em cũng sell còn 320 nhé. Thôi 300 luôn. Máu 300. Đấy, tìm mã 13 nhé. Mã 13 300.000 nhé. Size con này tầm khoảng 2.000 của Shimano á. Thông số cước số 4 vô được 110 mét nhé. Size tầm 2.500. Rồi, tiếp tới là một con Liberty. Liberty của thằng Daiwa nhé. Quảng China xuất Nhật. Cối nông kim loại, tay quay kim loại, ngoại hình cũng còn khá là đẹp. Đấy, cối nông hoạt động êm mượt nhé. Khóa là khóa ABS để mới luôn đấy, gạt cái nó trả ngược lại liền. Đấy, con này cho anh em lua nhé, lua hoặc lăng xê cũng được. Rồi, con đây hoa này size tầm khoảng 3.000 của Shimano nhé. Con này tầm 3.000 Shimano, Liberty 2.500, size tầm 3.000 của Shimano á. Cước số 3 vô được 150 mét. Đấy, con đấy con mã 14 nhé, 14 này giá 300.000. Mã 14 300 nhé. Rồi, tới con mã 15. Mã 15 này là một con Daiwa GS850. Đấy, thân carbon nhé, lòng cát. Cối kim loại, tay quay kim loại nhé. Thông số cước số 5 vô được 150 mét, cước số 6 vô 120 mét. Thế thì con này size tương đương khoảng 5.000. Đấy, cước ra dây bằng sứ nhé. Cực kỳ là ok. Đấy, hoạt động ok nhé. Đổi trái phải được nhé. Đấy, êm mượt. Con này giá là 380.000 nhé, 5.000. Mã là 15 380. Mã 15 380 nhé. Rồi, mã 16. Con này cũng size tương đương khoảng 5.000 nhé. ST850B Daiwa.
cước số 6 vô được 120m nhé, cước số 5 vô được 150m. Con này của Japan nhé, đây ngoài Japan. Thân carbon tay quay kim loại. Hoạt động ok nhé, êm mượt. Đấy, nhẹ nhàng. Con số 16 này để cho anh em giá là 380 nhé, 380 5.000 Japan. Rồi tiếp tới con mã số 17. Con này là của Daiwa nhé. Daiwa size tầm 3.000. Size tầm 3.000 của Shimano, tình trạng còn khá là đẹp. Đấy. 2.500 nhưng size thực khoảng tầm 3.000. Côn số à. Con này có phải cối nông không biết. Con này cối sâu nhá. Này size 3.000 nhé, của Daiwa. Thân bằng carbon. Tay quay. Tay quay này kim loại nhá. Đấy, màu pin sống hết nhé. Đây qua khoảng China nhé. China xuất Nhật. Hoạt động thì êm mượt. Đấy. Rồi, con mã 17 này giá 300 ngàn nhé. 300. Mã 17 nhé, 300 ngàn. Rồi, mã 18. Một con Alex 2000 Shimano của Malai. Dòng đời cao nhé. Cước là dây còn đẹp nhé. Lẩy lướt ok nhé. Trái phải đổi được hết nhé, Shimano nhé. Đấy. Cực kỳ là mượt nhá, khóa ABS. Đấy, cái tay quay thì nó bị rỗ này. Đấy, này lùa ngon luôn. Giá là 450.000, sale còn 400.000 nhé. Mã 18, 400. Khóa ABS. Này cứng cáp lắm nhá. Quay cực kỳ mượt, êm. Mã 18 giá 400 nhé. Đấy. Rồi, mã 19. Mã 19 này là một con Daiwa. Rất là êm nhé. Đấy, còn khá là mới á. Cối nhôm nhé. Tay quay kim loại. GS 500 750 nm. Đấy. Khá là đẹp. Cước ra dây bằng sứ nhá. Bằng Japan nhá. Đấy. Con này size nó tầm khoảng 2.500 nhá. Size tầm 2.500. Đây qua long cát. Cước số 4 được 100m nhé. Êm mượt. Đấy.
Rồi. Con này giá là 350 ngàn nhé. Daiwa Japan. Giá 2.500. Mã là 19 nhé. 350. Mã 19. 350. Mã 20. Con này là con Shimano 5.000 cuối nông nhưng mà mua bên chết nhé. Tay quay này thì nó hơi ten đấy, về anh em mà trả đi. Đấy, còn thân của nó là carbon nhé, mua bên chết. Đấy. Quay hai chiều ok nhé. Đó. Shimano. Con này 200 ngàn nhé. Mã 20. 200. Chỉ có một con này là mô bin chết nhé, còn lại mô bin sống hết nha anh em. Rồi, cái hàng cuối cùng. Cái con 21 nhé. Con 21 là một con Daiwa GS700H carbon nhé, tay quay kim loại, thân carbon, bọc ở ngoài này nó bằng nhôm nhé, bọc ngoài viền của cối ấy. Mất mất cái tem bên này. Đây qua tổng số cước đâu nhỉ? Cước số 3 vô 100m, cước số 4 vô được 70m nhé. Size tương đương khoảng 2.000 của Shimano nhé. 2.000 này. Hoạt động trơn tru nhé. Con này ratio của 5.8.1 nhé. Cước ra dây bằng sứ. Sản xuất tại Japan. Đây qua. Con này giá là 300 ngàn nhé. Mã là 21. 300. Mã 21 nhé. Rồi. Tiếp tới con mã 32. Con này trước em bán giá là 300 nhé. Nay em sell cho anh em giá 270 ngàn. Con này thân carbon nhé. Carbon matic nhé. 2 ngàn nhé, Shimano. Đuôi chuột. Tay quay này nó bị nổ nổ tí về. Anh em muốn đẹp thì trà lớp sơn đen này để lộ cái kim loại ra cũng đẹp. Hoặc sơn lại tùy nhé. Còn thân carbon này thì nó không có cũ được đâu, nó cứ màu vậy thôi á. Con này Shimano Japan nhé, sản xuất tại Japan nhé. Cước ra dây bằng sứ, đuôi chuột, hoạt động êm mượt. Rồi, con này mã số 2, 22 nhé. Số 22 giá là 270 nhé. Thôi sell cho anh em 250 luôn đi, nó lẻ 250 nhé. Mã 22 250 ngàn. Rồi số 23. 23 là một con Daiwa Long Carport. Con này cũng là cái quay này nó hơi xấu nhé, về anh em trả. Thân carbon, tay quay kim loại, cối kim loại, cước ra dây bằng sứ, hoạt động thì ok. Size tầm 5.000 của Shimano nhé.
Rồi, con này 350 ngàn. Mã là 23 nhé. 350. Rồi, mã 24. 24 là con Apex của Shimano, dòng đời cao khóa ABS nhé. Đấy. Quảng Malai, size 3000. Đấy, hoạt động ok, êm mượt. Khóa ABS. Apex Shimano. Con này giá là 400 ngàn nhé. Mã 24, 400. Rồi, tới con mã 25. Con Pau Sup của Daiwa. Daiwa của Thái Lan xuất Nhật nhé. Cối nông. Cước số 8 vô được 200m, số 10 vô được 150m nhé. Số 7 vô được 250m. Số 10 vô được 150m, số 8 vô được 200m. Đấy. Cối nông mô bin sống nhá. Ước ra dây còn sáng đẹp nhá. Hoạt động êm mượt. Đấy. Size to nhá. Con này to tầm 10 12 ngàn. Nó có chày này, chày này. Con này dòng đời cao khóa ABS nhé. Cối nhôm nhé, cối kim loại, tay cây kim loại. Con này giá là 1.250.000 nhé. Mã 25. 1.250.000. Mã này mã 25 nhé. Giá là 1.250.000. Còn cuối cùng con mã 26. Con là con Olympic nhé. Có xước sát. Size tầm khoảng 9.000, 10.000 nhé. Đây chả ba lửa luôn. Con này cho anh em cảo, gọi là cảo cá nhé. Đi cảo rác, cảo cá. Đấy. Cước số 7 vô được 275m nhé. Cước số 6 vô được 320m. Cực kỳ to nhé. Đấy. Con này của Japan nhé. Xước sát. Nhưng mà xài rất ngon. Giá là 380.000 nhé. Mã 26. Mã 26 380 nhé. Rồi, hôm nay em chỉ lên từng này là cần máy thôi nhé. Anh em nào muốn đặt hàng liên hệ với em theo số điện thoại là 0866700856 hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Và phí ship mỗi đơn hàng cho máy là 30 ngàn trên một đơn nha anh em. Rồi chào toàn thể anh em nhé, hẹn gặp lại.